you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in diền vang ngàn hoa thắm tươi hồng, bàn tay nắm tay cùng vui sướng trong lòng, tình yêu hẹn ước từ hai trái tim hồng, ngày nay kết duyên tình ta mãi đắm. Từ nay có đôi nguyện chia sớt vui,
bạn và phụ ông bà và gia đình. Và sau đây là cháu chị và cháu nhé, kính được gia đình hiện đến cái việc đây là ông ngoại của cháu Hiếu và cháu là anh trai Tiễn là bố cháu Hiếu, anh trai là bác Đục. Và đây là chú Nam em anh lệ cháu Hiếu, còn kia là bác Mai đấy, người đến đợi là anh Thể. Tôi là cháu Cam, gọi tôi là Phúc. Đấy,
Thế còn cụ như thế nào thì về sau này đi hiểu quá trình hai bên tìm hiểu quay hết. Nhưng mà bây giờ giới thiệu nhiều thì tôi đang không nhớ được. Nhưng hôm nay tôi nhớ thiệu cho Việt Kiều là hôm nay ở cái cuộc họp hôm nay thì hôm nay như thế. Thế còn là việc thứ hai nữa là qua một thời gian hai cháu đi lại thì từ cái chỗ hai cháu là tình bạn và dẫn tới hai cháu là tình yêu. Đến hôm nay cũng là một cái ngày mà bên nhà trai, bên nhà gái đã đi xem chắc kỹ lưỡng, chọn cái giờ đẹp, ngày đẹp, tuổi đẹp của hai cháu để tiến hành công việc. Là đầu tiên là hôm nay nhà trai đến gặp gỡ với nhà gái để mục đích là gặp gỡ để biết nhau. Lâu nay toàn phần là chưa hai cháu liên lạc chuyện trò mà cái nào là do hai cháu. Cháu nếu mà là cháu chúng ta ý kiến bây giờ là hai chúng ta, hai gia đình lớn chúng ta là gặp gỡ nhau là biết nhau. Đấy, biết nhau. Thế thì bây giờ thì cũng rất là may, may có là hai cháu và chúng tôi rất là mừng cho cả hai gia đình chúng ta hai họ này gặp nhau. Lúc là cách xa rất yến nhưng bây giờ nó lại gần rồi. Cái tiếng mới đi gần là một rồi. Thì bây giờ mình quyên với người kia đời rất gần nhau. Đấy, cho nên là rất là mừng mỗi vậy. Cái mừng thứ hai nữa là các cháu là học hành nơi thôn công nghề nghiệp cầu cuối mà công tác ngay ở gần. Đấy, cái điều này cũng quan trọng. Thứ ba nữa là các cháu đã có đi ra đã tự lập được rồi. Hôm nay được cái quan tâm bố trí bên là các bu ông và bà biết có thành viên bên trai để làm việc các thủ tục ban đầu để tiến tới các cháu về làm quân làm cháu các bu ông và bà để ông và bà thêm thành viên tôi cũng là thay mặt là tư mô nguyễn kêu các thủ tục ông hết thông cảm các bu ông và bà hết là thông cảm với điều kiện gia đình là lý do là tạo bên ngoài cũng không là hiện dư vợ ở bên ngoài chúng tôi phải cùng tin để xin báo cáo đến các gia đình thế báo cáo với các bà cũng là trong những công tác tập quán của cái xã đây thì hay là trước này thì cái chỗ này ở đây có cái đế ra đi hàm răng thưa nụ cười thật nhắn nhau chúng ta sẽ về đâu hỡi anh về quê anh đi em à vùng ngoại ô cách rất xa ba mẹ anh ngày xưa cùng ở đây đôi xanh thơm mát những lá trà trong lành hát chiều quê nghe lúa thơm tình ta anh sẽ xây ta một căn nhà trước sân trồng thêm rau cà ở đằng sau mình nuôi những giờ rất của các cháu là ba bữa ngày mai sáng ngày mai gia đình tôi là chú sẽ làm và cho ta phải đi về quê mấy ngày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy nên là chúng tôi rất mong những thân nhân, những ai mà thương yêu họ là đàn gái đố kỹ người ta có mặt nước ra đây đố kỹ ngày nghỉ tại cuộc đời xây mỗi giờ trong đời này em nhận thức ai có ai biết được những chuyện tôi đã cùng nhau có thể ngày càng vui hơn đây là không yêu cầu gì anh sẽ xây ta một căn nhà trước sân trông thêm rau cà ở đằng sau mình nối thêm hố cá em tưới hoa bên bờ sông nhà đồng đống lung linh màn đêm yên thuyền ta dạo từ quanh đồng đống bay thật nhanh rồi khi hoàng hôn em với ta ra ngoài hiên nhìn trời mây em còn thêm bình hoa và thêm chút bánh trà bật lên tình ca ngô thủy miên đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư nào cầm tay anh mời em nhảy với ai nào ta cùng xoay la 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 xoay theo điệu van xoay cha 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 ta da di da ta da da di da ngoài hiên nhìn trời mây em cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà bật lên tình ca ngô thủy miên đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư da da đi da 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 đi da rồi khi hoàng hôn em và anh tha ra ngoài hiên nhìn trời mây chút bánh trà bật lên tình ca ngô thủy miên đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư nào cầm tay em mình cùng nhảy với nhau nào ta cùng xoay la 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 xoay theo điệu van xoay cha 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 da đi da 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 go like the stars that fill the sky, like the way I feel when I hold you. Gold like the ring that's on my hand and the promises you've kept I hold to. I was lost within the largest ocean. I was buried beneath the darkest
could see it in your eyes. From the moment we first met, there was something different about you. I couldn't see myself without you. Now I know what it is that makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. You can see it in my eyes when we are close together. The feelings that I just can't hide, things that my heart can't deny. Now I know what it is that makes me love you like I do. You're all that I've been longing for. I don't have to look for you anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Thank you.